chào mọi người. Thì hôm qua được điều trị bởi thầy Thái về đâm đá. Thì tôi là người mất ngủ kim niên, gọi là mất ngủ kim niên á, có như mười mấy năm nay. Một đêm tôi ngủ giỏi lắm, thì ba bốn tiếng. Mà thường thường á là tối vô tôi ngủ được 2 tiếng, là thức tới gần sáng ngủ được khoảng 1 tiếng nữa. Nhưng mà hôm qua về thì vô tôi ngủ được 3 tiếng, thức dậy, thức cũng thói quen nó thức dậy nhưng mà khoảng chừng 2 tiếng sau thì tôi ngủ tới sáng luôn. Có nghĩa là tôi thấy nó thật sự là công hiệu, coi như hồi xưa tôi ngủ 3 tiếng, bây giờ tôi ngủ được 6 tiếng. Thì cái đó là công hiệu thấy rõ về cái mặt cục đá và cái lưng cũng vậy. Cái lưng hồi xưa cái lúc nào tôi cũng tưởng như là cái lưng mình đang có cục đá khoảng chừng 4 kg vậy, bây giờ nó còn 8 kg. Còn 2 kg là nó giảm mất phần nữa. Cái đó là thấy thật sự là rất là công hiệu của cái phương pháp mà điều trị về cái lưng và thuốc đá. Thì cuối cùng là xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả những người trong cái đội của thầy. Con hôm qua con có đăng ký học ở đây, mục đích con học để con giúp được nếu mà ai có cái khả năng đó, nhưng mà mục đích con chính là con muốn để chị trong xã con. Nhưng mà hôm qua nay là cái con đăng ký học nhưng mà con không có được thực tập tại vì con cầm máy quay phim. Thì tối về con nhờ sự hướng dẫn của anh Lộc anh hướng dẫn cái cục đá, tại vì muốn dạy đá cho ông xã. Nhưng mà trong cái cuốn sách của thầy dạy á là cái 800 quá thì mình 5 phút nhưng mà mang quay á, nên ở đây con đã làm qua, con cũng xin thưa với tất cả mọi người ở đây. Tại vì ở Úc mình cái mang quay, mỗi mang quay khác nhau, như của con 1200 quá thì anh Lộc hướng dẫn là cái chỗ bật cái level của mang quay đó bấm xuống là 70 xuống 700 quá 70 xuống 70 đó, xong rồi con mới bấm 1 phút rưỡi, sau đó đó con hên cái cục đá lại bấm 1 phút rưỡi nữa, rồi con mới để vô cái bọc, rồi con mới dặn lên. Mà làm như vậy á, khi mà ông xã con ảnh dặn á, ảnh dặn xong rồi á thì ảnh cảm thấy ngủ thì chưa có ngủ được liền đâu, nhưng mà ảnh cảm thấy là rất là nhẹ rồi. Cái cục đá mà khi cái độ của mình dần khoảng chừng 45 phút nó nguội rồi đó, thì lấy hẳn cục đá ra dần 2 cái này và ảnh dặn 2 cái bả vai, rồi ảnh dặn luôn cái thằng áp chỗ lỗ tai và áp lỗ tai, rồi ảnh dặn xuống dưới lòng bằng chân của ảnh luôn, thì cảm thấy một cái ngủ ảnh ngon lành. Rồi sau khi anh ngủ rồi á, con mới lấy cái phần đó con làm cho con cũng quay làm giống như là anh hướng dẫn con đó, con làm cho ông xã con. Thì khi mà con làm xong rồi á, thầy biết cái mỗi lần là gì công việc của con quay phim, khi mà mỗi lần mà chùa có lễ xong, một cái lễ Du Lan này, lễ Phật Đản á, con cầm máy xong rồi cái tay con về con dở không có nổi. Nhưng mà khi mà con đã làm xong, khi mà con quay phần đá rồi á, con làm á, con dặn cái phần này của con xong rồi dặn 2 cái bả vai luôn. Nhưng mà bây giờ sáng hôm nay con cảm thấy con rất là khỏe. Còn ngủ thì tại con mệt mà con thích ngủ ngon rồi, nhưng con chưa có nói được cục đá mà ngủ cho con. Nhưng mà con cảm thấy là rất khỏe khi con dặn 2 cái bả vai con nó rã ra mà nó rất là thoải mái. Xin cảm ơn. Cặp đá diệu kỳ đã xuất hiện tại là Sydney. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.